MU mời Joao Felix, Juventus cầu cứu Zidane. MU muốn ký Joao Felix, Juventus liên hệ với Zidane. Jose Mourinho đưa Chalobah về AS Roma là những tin bóng đá chính hôm nay, 17 tháng 9. MU mơ ký Joao Felix. Không chỉ có Jan Oblak, MU còn có tham vọng chiêu mộ ngôi sao khác của Atletico Madrid là Joao Felix để xây dựng đội hình mới trong mùa giải 2023-24. Marca đưa tin, MU từng đặt vấn đề với Atletico về Joao Felix trong mùa hè vừa qua. Đội bóng thủ đô Madrid đã từ chối đề nghị có tổng giá trị 130 triệu euro. Tuy vậy, trong cuộc trò chuyện mới đây, cầu thủ người Bồ Đào Nha nói rằng anh không biết gì về liên hệ giữa hai câu lạc bộ. MU có khả năng chia tay Cristiano Ronaldo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông hoặc chậm nhất là cuối mùa giải 2022-23. Vì thế, Quỷ Đỏ muốn thử đàm phán Atletico một lần nữa. Erik ten Hag đã có những nhân tố mới Lisandro Martinez, Casemiro và Antony cho ba tuyến. Tuy vậy, ông vẫn cần Joao Felix để giúp MU cải thiện sức mạnh tấn công, hướng đến tham vọng đua tranh chức vô địch Premier League và Champions League. Juventus liên hệ Zidane. Chuỗi phong độ tệ hại từ đầu mùa giải, đặc biệt là trận thua Benfica trên sân nhà ở Champions League, khiến các quan chức Juventus nghĩ đến sự thay đổi trên băng ghế kỹ thuật. Tudo Fichay dẫn nguồn tin thân Zinedine Zidane cho biết, cựu thuyền trưởng Real Madrid đang được phía Juventus liên hệ. Max Allegri tuyên bố ông không từ chức sau trận thua Benfica. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Bộ Lao động Juventus không đưa ra quyết định sa thải sau khi chưa có điểm nào tại vòng bảng Champions League. Zidane hiện đang nghỉ ngơi từ sau khi chia tay Real Madrid. Nhà cầm quân người Pháp từng từ chối MU lẫn PSG trong thời gian vừa qua trước khi các câu lạc bộ này chọn Erik ten Hag và Christophe Galtier. Ưu tiên của Zidane là kế thừa Didier Deschamps dẫn đội tuyển Pháp. Với mối quan hệ trong quá khứ, đặc biệt là từ gia đình Agnelli, Juventus hy vọng có thể thuyết phục Zizou trở lại thành Turin. Mourinho kéo Chalobah về Roma. Jose Mourinho đang có kế hoạch củng cố dự án bóng đá của mình với AS Roma để đua tranh cú đúp danh hiệu Serie A và Europa League. Theo báo chí Italy, Mourinho vừa liên hệ với Chelsea để đàm phán chuyển nhượng Thibaut Chalobah. Chalobah, người mới thi đấu 90 phút mùa này, được đào tạo tại Học viện Chelsea từ khi còn rất nhỏ trong nhiệm kỳ đầu của Mourinho ở Stamford Bridge. Cầu thủ 23 tuổi người Anh, gốc Sierra Leone, có sở trường đá trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Mourinho tin tưởng anh sẽ mang lại nhiều giải pháp cho Roma. Roma đang cân nhắc về giải pháp mượn Chalobah theo hợp đồng nửa năm kèm điều khoản mua đứt trong mùa hè năm sau.